Sáng nay, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tòa đàm phong trào học tập suốt đời trong trạng thái bình thường mới nhân kỷ niệm 30 năm ngành thành lập hội. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh. Phát biểu chúc mừng tại buổi tòa đàm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp hội khuyến học thành phố. Nhất là qua 30 năm thành lập và phát triển đã hung đúc được tình cảm sự quan tâm của nhiều thế hệ ngành giáo dục, qua đó hỗ trợ tích cực cho các hoàn cảnh khó khăn không chỉ ở mái trường mà còn ở mái nhà. Trong trạng thái mới, thành phố xác định giáo dục đào tạo là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cấp hội khuyến học tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngành giáo dục, phấn đấu trở thành đầu tàu trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiêu biểu của khu vực miền Trung và cả nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đã tặng hoa chúc mừng hội, đồng thời trao 100 triệu đồng ủng hộ công tác khuyến học khuyến tài trong thời gian tới. Cạnh đó có 5 cá nhân cũng được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố. Buổi tọa đàm tập trung vào việc khôi phục và đẩy mạnh phong trào học tập, cũng như xây dựng các mô hình học tập suốt đời trong cộng đồng khi thành phố chuyển sang trạng thái mới, gồm những nội dung như công dân học tập trong mùa dịch Covid-19, công dân học tập trong quốc gia chuyển đổi số, bộ tiêu chí 4 mô hình học tập gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2025 và bộ tiêu chí mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra các đại biểu cũng trao đổi về phương thức cũng như cách thức đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hậu dịch bệnh.